Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tới dự sinh hoạt chi bộ thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim Động. Đảng viên tiên phong trong công tác giải phóng mặt bằng, nhường đất cho dự án. Triển khai sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Rác thải tràn lan ở huyện Vạn Lâm. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, tới dự sinh hoạt chi bộ thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim Động. Cùng dự có các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Văn Khuê, trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi nghe Ban chỉ ủy đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11, các đảng viên trong chi bộ có một số ý kiến đề xuất kiến nghị về 4 nhóm vấn đề, trong đó có việc xây dựng điểm thu gom, xử lý rác thải khu dân cư, việc đảm bảo vấn đề môi trường khi các dự án đi vào hoạt động, thực tiễn việc thu hồi đất cho các dự án và bố trí việc làm cho lao động đã nhường đất cho dự án. Một số kiến nghị của đảng viên thôn Mát được lãnh đạo huyện Kim Động trả lời làm rõ. Huyện đã có cái dự kiến là bổ sung một điểm tập kết rác tại cánh đồng thôn Mát, rác với cụm công nghiệp. Trước đây công chí là quy hoạch vào trong cụm công nghiệp, nhưng chúng tôi cũng đã điều chỉnh ra cạnh cụm công nghiệp. Giải quyết ban đầu ấy thì nhân chưa có điểm tập kết thì sẽ tập kết chung với Vũ Xá, tức là Diên Hồng, xã Diên Hồng đấy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa bày tỏ sự ghi nhận, biểu dương những thành tích thôn Mát đạt được thời gian qua. Là một thôn nhỏ, nhưng đây là địa phương có sự đô thị hóa, công nghiệp hóa cao với nhiều dự án đang được triển khai. Đối với các ý kiến kiến nghị của đảng viên trong chi bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh Hưng Yên luôn chủ trương không đánh đổi tăng trưởng với vấn đề môi trường. Chúng ta không tiếp nhận những cái dự án gây ô nhiễm môi trường, hay là chúng ta không đánh đổi với tốc độ tăng trưởng GDP thêm 1% hay 2%, lấy ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân. Cái này nhất định là không. Chúng ta đang triển khai tổng số là 12 khu công nghiệp trên 17 khu công nghiệp trong quy hoạch. Thế rồi chúng ta triển khai 24 cái dự án công nghiệp. Trong quá trình triển khai, tôi giám sát rất chặt chẽ việc xây dựng các hạ tầng về xử lý rác thải, chất thải công nghiệp nói chung, việc lựa chọn các dự án vào các khu cụm công nghiệp đáp ứng các tiêu chí tiêu chuẩn về môi trường. Về các nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: trước hết là cán bộ đảng viên chúng ta gương mẫu, rồi sau đấy là tuyên truyền vận động đối với người thân, cộng đồng nhân dân ở nơi cư trú, quán triệt và thực hiện tốt đề án sáp nhập các xã đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt, lãnh đạo tổ chức tốt công tác bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2024-2027 gắn với thực hiện đề án số 10 Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư đồng thời là trưởng thôn, lãnh đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027. Đây có thể nói là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của chi bộ chi ủy, lãnh đạo nhân dân đoàn kết tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, tạo sinh kế và việc làm bền vững, các phương pháp quy trình sản xuất nông nghiệp hiện đại sạch và an toàn có năng suất hiệu quả cao. Cái này rất quan trọng. Hai cái thứ, một là chuyển đổi sang các cái giống cây trồng vật nuôi có hiệu quả hơn, hai là ứng dụng khoa học công nghệ. Chỉ có con đường đấy thì chúng ta mới gia tăng được giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 hecta trong điều kiện diện tích đất nông nghiệp đang bị thu hẹp để nhường cho phát triển công nghiệp. Tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là trong việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn huyện, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của địa phương trên địa bàn của thôn, kiên quyết phòng chống và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đất như xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất đai, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Chiều nay, chi bộ thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 11. Dự sinh hoạt chi bộ có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã đề nghị trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên, đề nghị xét kết nạp Đảng cho 4 quần chúng ưu tú tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp xã đạt giải 3, tuyên truyền đạt sự đồng thuận cao của người dân trong chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã Tân Việt và xã Lý Thường Kiệt thành đơn vị hành chính mới có tên gọi là xã Tân Minh. Bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo mới năm 2025, thôn giảm còn 4 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo. Công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thôn được tăng cường.
Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Phạm Văn Khuê thông tin từ các đảng viên một số chủ trương của tỉnh trong công tác xây dựng đảng và lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, đồng thời yêu cầu chi bộ tích cực xây dựng nông thôn mới một cách đồng bộ, đảm bảo giữ vững các tiêu chí đã đạt được và phát triển bền vững. Lưu ý về công tác quy hoạch nghĩa trang theo hướng văn minh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đồng thời đề cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc xử lý rác thải nông thôn hiệu quả, đúng quy định. Về vấn đề giải phóng mặt bằng, đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án phát triển tại địa phương. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11 năm 2024 của chi bộ thôn Phương Thượng, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên. Chi bộ thôn Phương Thượng đã thực hiện tốt vệ sinh đường làng ngõ xóm và khu vực tập kết rác, vận động được 7 thanh niên đi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã nêu một số vấn đề như cần sớm làm lại sổ đỏ cho các hộ dân sau hiến đất làm đường, quan tâm mở rộng đất khu nghĩa trang, sửa chữa kịp thời các cụm loa truyền thanh lỗi hỏng trong thôn, bố trí sử dụng cơ sở vật chất sau sáp nhập xã sao cho thật sự hiệu quả, tránh lãng phí. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đề nghị chính quyền địa phương và thành phố Hưng Yên quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ làm lại sổ đỏ sát với diện tích thực tế hiện tại, vận động nhân dân xây cất bộ phận theo đúng quy định quy cách, khuyến khích hình thức hỏa táng. Về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xã phải chuẩn bị tốt các điều kiện để việc sáp nhập xã không làm xáo trộn đời sống của nhân dân. Đồng chí cũng gợi ý chi bộ có thể thực hiện mô hình một đảng viên phụ trách 10 hộ gia đình trong việc tuyên truyền giác ngộ con em dòng họ mình có chí hướng phấn đấu vào đảng, từ đó góp phần tháo gỡ khó khăn về nguồn phát triển đảng viên tại cơ sở. Sáng nay, Đảng ủy xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt 7 tháng 11 năm 2024 tặng các đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ thuộc đảng bộ xã. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đợt 7 tháng 11 năm 2023, Đảng bộ xã Việt Hưng có 8 đảng viên được tặng huy hiệu đảng và 1 đảng viên được truy tặng huy hiệu đảng. Trong đó, có 1 đảng viên được tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 1 đảng viên được tặng huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 1 đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 2 đảng viên được tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng và 3 đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 1 đảng viên được truy tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến trân trọng trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng tặng đảng viên Vũ Văn Sông, sinh hoạt đảng tại chi bộ thôn Đồng Trung, đảng bộ xã Việt Hưng và chúc mừng các đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng. Hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và nhiều nội dung quan trọng khác. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tham gia thảo luận, góp ý về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Nguyễn Đại Thắng bày tỏ sự tán thành cao về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân hiện hành. Việc sửa đổi luật nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng đội ngũ sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam tinh gọn mạnh, tạo tiền đề vững chắc để đến năm 2030, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo đảm sự đồng bộ thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với tính chất nhiệm vụ của quân đội là ngành lao động đặc biệt. Thứ hai, tại khoản việc sửa đổi chức vụ của sĩ quan nâng từ 11 nhóm chức vụ cơ bản lên 17 nhóm như dự thảo luật là phù hợp, đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đặt ra. Để hoàn thiện hơn dự thảo luật, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tham gia góp ý về tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan tại khoản 2 điều 1 dự thảo luật. Tôi đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu xem xét điều chỉnh tăng tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan cấp tướng quân đội lên 62 tuổi. Để đảm bảo tính thống nhất giữa các lực lượng vũ trang, bảo đảm trọng dụng nhân tài và tương quan giữa hai lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân. Vì lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ tại ngũ của cấp tướng công an là 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 cũng phù hợp với lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của bộ luật lao động hiện hành, bảo đảm sự đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật. Tôi đề nghị luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày thông qua theo quy định tại khoản 2 điều 151
luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung lộ trình hướng dẫn về việc nâng tuổi nghỉ hưu theo luật mới để đảm bảo thuận tiện cho việc tổ chức thực hiện khi luật được thông qua và có hiệu lực ngay, có thể tham khảo hướng dẫn cách tính tăng tuổi nghỉ hưu đối với công chức viên chức hiện hành. Ngày 1 tháng 11 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Sau sắp xếp, tỉnh Hưng Yên có 139 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 22 đơn vị so với hiện nay. Chỉ còn gần 4 tuần nữa, tức là ngày 1 tháng 12 năm nay, nghị quyết có hiệu lực, trong khi khối lượng công việc còn lại rất nhiều đối với các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương. Để hiểu rõ hơn về các nội dung này, trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã phỏng vấn bà Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo sáp nhập xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đồng chí cho biết là sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nghị quyết về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thì Sở Nội vụ đã tham mưu với tỉnh để tiếp tục thực hiện các công việc trong thời gian tới như thế nào để đầu tháng 12 năm nay là sẽ hoàn thành việc sáp nhập ạ? Chúng tôi tham mưu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban tỉnh để tham mưu cho tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó thì có giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương, và đồng thời chúng tôi tham mưu kế hoạch tổ chức hội nghị công bố nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Thưa đồng chí, là với những công việc như vậy thì các đơn vị hành chính cấp xã sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ gì trong thời gian tới? Từ khi nghị quyết được ban hành đến khi nghị quyết có hiệu lực là mùng 1 tháng 12 năm 2024, chúng ta chỉ có một tháng để chuẩn bị tất cả các điều kiện cần thiết. Chính vì vậy mà các địa phương phải khẩn trương tập trung ban hành các văn bản lãnh đạo của cấp ủy, nghị quyết của chính quyền, và đặc biệt là các đơn vị phải tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cán bộ, đảng viên và người dân. Có đề án về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị xã hội, làm tốt công tác chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân cấp xã mới, xây dựng các phương án bố trí sắp xếp thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức dôi dư, là chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân cấp xã phải tổ chức bàn giao, tiếp nhận về tổ chức bộ máy và quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư, xử lý công nợ, đầu tư cơ sở hạ tầng cho các đơn vị, tổ chức triển khai lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, đề án phân loại, đánh giá tiêu chí đô thị, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 đã được phê duyệt, và đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong sinh hoạt, giao dịch ở các đơn vị hành chính sau sắp xếp. Vậy đồng chí có thể cho biết cái lộ trình sắp xếp cán bộ công chức dôi dư sau sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã như thế nào? Theo quy định của Trung ương thì lộ trình sắp xếp cán bộ công chức dôi dư sau sắp nhập đơn vị hành chính thì thực hiện trong 5 năm kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ có hiệu lực. Như vậy, lộ trình sắp xếp cán bộ công chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên sẽ đến tháng 12 năm 2029. Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính được thông qua thì tỉnh Hưng Yên thực hiện sắp xếp 43 đơn vị hành chính, hình thành mới 21 đơn vị hành chính cấp xã và giảm 22 đơn vị hành chính cấp xã. Và chính vì vậy, số cán bộ công chức dôi dư sẽ là 319 người. Sở Nội vụ đã phối hợp với các địa phương và Ủy ban Nhân dân các huyện để tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành kế hoạch số 123 ngày 1 tháng 8 năm 2024 sử dụng biên chế gắn với sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Và để giải quyết 319 cán bộ công chức dôi dư này thì có các giải pháp: đối tượng nghỉ hưu, nghỉ theo tinh giản biên chế, nghỉ không đủ tuổi tái cử, rồi tiếp nhận công chức hay tiếp nhận cán bộ công chức cấp xã lên công chức cấp huyện, cấp tỉnh nếu đủ điều kiện tiêu chuẩn, và thực hiện trong 5 năm từ nay cho đến 2029. Dạ vâng, xin cảm ơn đồng chí ạ. Thực hiện lời dạy của Bác, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Thời gian qua, nhiều cán bộ, đảng viên ở huyện Yên Mỹ đã gương mẫu, tiên phong đi đầu trong phong trào nhường đất, phục vụ các dự án quan trọng của tỉnh, của huyện và hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Khi được thông báo về việc thu hồi đất cho dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng, đảng viên Phạm Xuân Điểm,
và Phạm Xuân Thưởng cũng như trên 260 đảng viên xã Trung Hòa đã vận động gia đình bàn giao đất nông nghiệp. Hộ ít thì vài sào, hộ nhiều lên tới trên một mẫu đất. Chúng tôi đều phải có trách nhiệm về tuyên truyền trước mắt là gia đình, trong dòng họ, toàn thể nhân dân. Sau tất cả đều chấp hành rất là tốt. Gia đình nhà tôi đã có sấp xỉ một mẫu rưỡi, cũng thống nhất để giao lại đất cho doanh nghiệp. Cái ruộng bây giờ bắt đầu được thu, tôi cũng vui vẻ để hiến đất để cho công ty san lấp mặt bằng để cho các công ty vào làm việc, thì chúng tôi cũng rất là sẵn sàng và vui vẻ thôi. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả, nhưng khi được lãnh đạo địa phương thông báo mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn lên 5,5m qua phần đất của gia đình, đảng viên Trần Thị Vạn, xã Yên Hòa đã vận động các con phá rỡ tường bao, hiến trên 10m vùng đất ở, đồng thời giải thích tuyên truyền các gia đình lân cận cùng hiến đất để mở rộng đường. Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, tuyến đường dài trên 1km đã nhận được sự đồng thuận hiến đất của 2-3 hộ gia đình. Làm đường rộng thì chúng tôi cũng nhất trí, vào có 20 phân như tôi hiện nay tôi phá lùi tường vào là 80 phân. Tôi rất phấn khởi là được con đường rộng rãi đi thoải mái. Nếu nhà nước yêu cầu đường rộng nữa tôi sẽ sẵn sàng hiến tiếp. Công tác giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề khó. Tuy nhiên khi triển khai các dự án tại huyện Yên Mỹ, phần lớn các chủ đầu tư đều nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Hiện huyện đang triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng 60 dự án với diện tích trên 460 ha của gần 5.800 hộ. Trong đó có các dự án quan trọng như đường Vành Đai 4, đường DT379 cao dài, khu công nghiệp Yên Mỹ, Yên Mỹ 2. Đến nay đã có 2.100 hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng diện tích hoàn thành giải phóng mặt bằng gần 174 ha. Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Lâm là địa phương có 2 nhà máy xử lý rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt với công suất lớn. Tuy nhiên có một nghịch lý, đó là chính rác thải tại đang bủa vây Văn Lâm. Rác thải xuất hiện ở khắp mọi nơi, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Chị Mai Anh, chủ cửa hàng bún thang ở thị trấn Như Quỳnh, không phải bức xúc khi hàng ngày phải chứng kiến hình ảnh người dân mỗi khi đi qua đoạn đường này lại xả rác bừa bãi. Theo chị thì bãi rác này chỉ mới tồn tại ở đây khoảng 2 tháng. Rác thì đủ các loại, từ rác sinh hoạt cho đến rác động vật, rác gia súc bốc mùi hôi thối. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cửa hàng của chị thời gian gần đây vắng khách. Ở đây thì tất cả các dân cư vào trong chợ có buôn bán những cái ví dụ như là hoa quả với cả xác động vật, cá mú các thứ là họ cũng đã dồn hết ra đây ạ. Cái bãi rác này nó bốc mùi hôi thối, ruồi muỗi bâu rất là kinh khủng khiếp và ảnh hưởng trực tiếp đến quán của tôi ạ. Dọc cái trục đường Như Quỳnh này là phải khoảng tầm 10-20 bãi như thế này luôn ạ. Thị trấn Như Quỳnh gồm 5 thôn và một khu phố, nhưng mới chỉ có 2 điểm tập kết rác thải sinh hoạt tập trung, trong đó có một điểm tập kết riêng của thôn Minh Khai, còn lại 4 thôn và một phố chung một điểm tập kết ở thôn Ngô Xuyên. Bình quân mỗi ngày, thị trấn Như Quỳnh có khoảng 20 tấn rác sinh hoạt thải ra môi trường. Đấy là chưa kể lượng rác thải công nghiệp, đương nhiên tình trạng ứ đọng rác sẽ xảy ra. Trong thời gian vừa qua, công ty Urenco đã tạm dừng thời gian rác là 25 ngày, dẫn đến tình trạng một số khu dân cư trên địa bàn thị trấn là luôn trong tình trạng tồn đọng rác thải. Nên đề nghị với công ty Urenco tăng thùng và tăng chuyến vận chuyển cho địa bàn. Hai là cho địa phương được xây dựng lò đốt rác, chủ động trong vấn đề xử lý môi trường tại địa phương. Tương tự tình trạng này cũng đang tồn tại ở một số địa phương như Đình Dù, Lạc Hồng, Chỉ Đạo. Đây là điểm tập kết rác tự phát ở xã Việt Hưng. Điều đáng nói, điểm tập kết này lại tồn tại ở ngay cổng chào của Ủy ban Nhân dân xã. Đảng ủy dân cho biết đã nhiều lần kiến nghị chính quyền kiểm tra xử lý và dẹp bỏ, nhưng đến nay bãi rác này vẫn chưa được xử lý, rác tràn ra đường giao thông, xuống mương, xuống ruộng. Các bao rác bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Làm con đi chợ để thối, 2 khẩu trang cũng không ngửi được. Giữa giáp xanh xã Đại Đồng, Việt Hưng và Lương Tài, nhiều hộ người ta đi chợ lên ấy, người ta cứ trên xe đến nơi cái nhà là họ gạt vẫn là xong. Đề nghị với Ủy ban Nhân dân huyện can thiệp với nhà máy xử lý rác thải là thu thường xuyên để khỏi ảnh hưởng đến môi trường. Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Văn Lâm lên đô thị loại 4 vào năm 2025 và trở thành thành phố Văn Lâm trước năm 2030, thì có lẽ công tác xử lý môi trường, xử lý rác thải phải được Văn Lâm quan tâm hơn nữa. Bên cạnh việc tăng cường công tác quản lý chặt chẽ của chính quyền cơ sở, thì các ban ngành của huyện cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, khuyến cáo người dân không xả rác bừa bãi. Việc phát hiện, xử phạt các tổ chức cá nhân cố tình xả rác thải ra môi trường cũng được tiến hành thường xuyên hơn nhằm nâng cao tính răn đe. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.